Đội đua McLaren đã tiết lộ màu sơn cho những chiếc xe công thức 1 của mình trước giải Grand Prix nước Anh vào cuối tuần này. Hai tay đua Oscar Piastri và Lando Norris chính là những người đầu tiên vén tấm màn để người hâm mộ có thể nhìn thấy hình ảnh mới của McLaren. Đội có trụ sở tại Woking đã quay trở lại màu sơn Google Chrome mang tính biểu tượng trên những chiếc ô tô của họ từ năm 2006 đến 2014. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này vào năm 2008, Lewis Hamilton giành chiến thắng tại Silverstone. Việc đội McLaren giới thiệu màu sơn như một mong muốn, McLaren sẽ có tay đua đứng trên bục podium. Bất cứ khi nào bạn kết thúc một ngày cuối tuần tuyệt vời, động lực của mọi người đều rất cao, mọi người đều vui vẻ và sảng khoái. Tôi nghĩ đó chính xác là những gì chúng tôi mong muốn khi đua trên sân nhà. Đặc biệt trước giải ở Silverstone, chiếc xe sẽ có thêm những nâng cấp để giúp chúng tôi giành chiến thắng.